Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Giang Sang, sinh năm 1992, cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, do tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Giang Sang là người làm công cho ông Nguyễn Văn Chia, sinh năm 1972, cư trú ấp 2, xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, và được ông Chia cho ngủ nghỉ tại nhà. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, do không có tiền tiêu xài nên sang nảy sinh ý định trộm tài sản của ông Chia. Khoảng 13 giờ cùng ngày, lợi dụng ông Chia đi công việc vắng nhà, sang lấy trộm một xe mô tô quay 125i, biển kiểm soát 67H188474 và năm điện thoại di động các loại, tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng. Sau đó sang liên lạc xin phép ông Chia để đi về huyện Châu Thành thăm nhà. Sau khi về đến nhà phát hiện bị mất trộm tài sản, nên ông Chia đã trình báo cơ quan công an qua công tác trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an thị xã tân châu đã xác định nguyễn giang sang là tác giả của vụ trộm nên đã mời sang lên cơ quan công an để làm việc tại cơ quan công an sang quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình